Hello, xin chào các bạn. Và như các bạn cũng biết thì nếu như các bạn đang xem video này thì mình thôi, dài dòng quá. Nói chung là mình vừa mới livestream TikTok xong thì mình quyết định là sẽ ra quay một clip không thể trì hoãn hơn, đó chính là clip YouTube. Các bạn biết không, mình sẽ chính thức công bố là thực ra thì cái câu mà mình thấy đúng nhất bây giờ ấy, đó chính là ai rồi cũng sẽ F0 thôi. Và sau khi mình đã N lần F1, mình đã chính thức được nâng đời FX lên F0. Và hiện tại thì mình đã F0 được khoảng 3 ngày ở nhà rồi. Update một chút là tình hình hiện tại thì mình tiêm 3 mũi. Và khi mà mình chỉ có hơi cái triệu chứng là kiểu bị rát họng, đau họng và cảm thấy người hơi mệt thôi là test hai vạch luôn. Mình tự cách ly ở nhà luôn, các kiểu này kia. Mình sẽ có vlog về Covid nha mọi người, F0 như thế nào. Trộm vía thì là mình cũng không ăn uống được, lại còn ăn lắm xong rồi dễ buồn ngủ, chỉ bị đờm thôi, nó cứ bị khục khặc đờm ý. Nhưng mà video này chủ yếu là để mình nói là F0 đã lấy đi của mình một thứ rất là, trước mắt là mình rất là buồn. Tại vì là đợt mình đi Mộc Châu ấy, là mình đã rất háo hức khi mà mình nghe tin là 16 mình sẽ được vào Sài Gòn để dự sự kiện Samsung Galaxy S22 series mọi người ạ, trong Sài Gòn á. Và nghe nói đây là một cái sự kiện mà lâu lắm rồi Samsung mới tổ chức một cái sự kiện to đến như vậy. Thì mình bị F0 và mình bị hủy vé máy bay, sau đó mình phải ở nhà cách ly. Thậm chí là mình khi mà sự kiện ra mắt S22 series ấy, toàn cầu, cái Unpacked ấy, thì mình cũng đang đi Mộc Châu và chưa được trên tay máy. Ở vật vờ mình thấy là mọi người đã trên tay máy rất là nhiều rồi, S2 Ultra rồi, là thậm chí là cả Galaxy Tab, S8 Ultra các kiểu này nọ nữa. Mình đã nghĩ là mình sẽ đi Mộc Châu về, chí ít thì mình cũng sẽ được qua văn phòng vật vờ để làm video trên tay nhanh, xong rồi review các kiểu để trải nghiệm. Tại vì mình rất, mọi người biết không, mình rất thích những cái kiểu sản phẩm mới ra mắt, xong rồi mình được trên tay trải nghiệm, thử nghiệm những tính năng, mình rất thích lắm. Kiểu mình thích mình cũng được lên video này kia. Nhưng mà trời ơi, đến khi đi chơi về thì nghe tin F0, sau đó không được lên vật vờ để mượn máy review luôn, để mà trải nghiệm sớm luôn. Bây giờ cũng không được vào Sài Gòn để tận mắt đi sự kiện súng sinh vai vóc trải nghiệm, rồi là phải chờ đến khi nào có máy được gửi thì mới được trên tay. Đấy mà là sự mất mát rất là lớn của mình. Nhưng mà mọi người ạ, mình vẫn phải làm video này bởi vì mình nói thật nhá, trong sự kiện Unpacked thì mình để ý nhất đó chính là Samsung Galaxy S22 Ultra. Mình thấy là thực ra thì giá Samsung năm nay và từ năm ngoái với dòng Galaxy Z gập ấy, mình thấy là giá khá là mềm. Khi mà trừ hết quà đi thì cụ thể mình có tham khảo là chương trình tại Di Động Việt, thì nếu mà đặt trước từ ngày mùng 10 cho đến ngày 16 tháng 2 thì sẽ được giảm. Nếu mà trừ quà thì giảm lên tới 7 triệu nữa. Nói chung là mua một chiếc S22 Ultra có cả bút S Pen này kia này thì sẽ là có giá là khoảng hơn khoảng 30 triệu thôi. Đó, mình thấy khá là hợp lý. Mà cái việc mà S22 Ultra ra đời xong rồi màn hình to cộng với cả việc có bút S Pen thì mình thấy là nó cũng là một cái gì mà mình có thể là đoán trước được từ hồi mà kiểu chúng ta không thấy sự xuất hiện của dòng Note mới rồi đúng không? Đó. Và nghe phong phanh là Samsung đã gộp Note với S lại đấy, thì bây giờ thành hiện thực cho mọi người. Và để nói về những cái điểm mà mình thích nhất, mình trông chờ nhất thì ở S2 Ultra này, đó chính là về camera, về cái khả năng chụp đêm này, rồi là vân vân mây mây này. Vẫn là một cái điểm mình tiếc là S2 Ultra vẫn là một cái thiết kế, nói chung là hướng tới một cái đối tượng là kiểu doanh nhân và những người mà kiểu thích sự cao cấp và sang chảnh ấy. Cảm giác là nó không được trẻ trung bằng S22 thường với cả S22 Plus. S22 thường với S22 Plus thì có màu hồng mà mình rất là cưng, mình thích xỉu luôn ấy. Mà S22 Ultra lại không có màu hồng đấy, tiếc ghê cơ. Đó, đấy là cái điều mà đáng tiếc thôi. Còn về cái thiết kế thì phải công nhận là trời ơi, mong chờ được trên tay ghê. Chả hiểu sao mình là cái loại mà kiểu đứng núi này trông núi nọ, hoặc là mình hay thích một cái sự kết hợp giữa nhiều cái chiếc điện thoại với nhau. Tức là mình thích bốc của cái này cái kia một tí. Mình sẽ thích là kiểu những cái tính năng cao cấp của S2 Ultra, nhưng mà lại phải là một cái thân hình sexy và một cái màu hồng đẹp đẹp của S22 Plus. Thôi tóm lại thì mình thấy là năm nay với cái sự kiện ra mắt S22 Ultra, mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh là cũng như trên tay của nhiều reviewer rồi, thì có một cái thiết kế rất là đẹp. Nói chung ấy, mình nhìn thấy, nếu mình nhìn mặt trước thì không phân biệt được là Note 20 Ultra với cả S22 Ultra luôn. Mà chưa kể nhá, có cái mặt sau, cái cụm camera khá là hay. Nó không có cái module lồi lên mà chỉ lồi camera lên thôi. Em ơi, chị quay mất cái video còn đi ngủ.
Cay ghê. Quay trở lại thêm một điểm nữa là về màn hình. Màn hình của S2 Ultra, trời ơi, hiển thị đẹp là một chuyện, nhưng mà đây mình thấy cũng khá là bất ngờ với cái độ sáng lên tới 1750 nits. Không biết trải nghiệm thực tế ra trên ngoài chơi, sắp tới mùa hè rồi mình dùng, mình đi du lịch xong mình quay chụp thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Không biết có đã không? Bút S Pen nữa. Nhưng mình không biết là mình có được dùng S2 Ultra không, hay là mình sẽ trải nghiệm S22 Plus màu hồng. Mình nghi lắm. Quên mất mọi người ơi, cái điểm thứ ba đáng mong chờ, à thực ra là nhiều người rất là thích, đó chính là S2 series năm nay chúng ta có con chip Snapdragon đúng không? Ở Việt Nam con chip Snapdragon 8 Gen 1 trên tiến trình 4 nanomet, thì chip thủ game thủ chắc chắn sẽ phê chữ E kéo dài luôn. Còn cá nhân mình nói thực sự là mình chỉ cần quan trọng cái vấn đề là trải nghiệm mượt mà, tối ưu ứng dụng thôi, cũng như là khả năng quay chụp hình. Đó, nên là cụm camera mình vẫn là quan tâm nhất ở trên S2 Ultra. Đặc biệt là về khả năng zoom, nghe nói là được cải thiện lắm. Mình đã xem vài bức ảnh mà mấy anh mình chụp rồi, đẹp phết. Đó, camera chống zoom tốt hơn thì có cả OIS này, VDIS này, rồi là chụp ảnh đêm cải thiện với cả Nightography rồi vân vân. Nói chung là rất là nhiều. Nên là mình mong là mấy ngày tới mình sẽ có video trên tay sớm gửi tới các bạn. Còn video này thì mình chỉ ngồi nói nhảm nhí thế thôi. Xin lỗi mọi người, bị Covid hay bị nói sảng xong nói nhiều, nói linh tinh ấy mọi người ạ. Và một cái sản phẩm thứ hai mà trong cái Unpacked thì mình cũng muốn trải nghiệm thử, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Mọi người nghe nói rất là to, và to như một cái máy tính luôn. Mà cái mức giá thì là khoảng 30 triệu, các bạn có thể tham khảo luôn tại Di Động Việt nhé. Mình thấy thì không biết thực tế như thế nào, nhưng mà cái màn hình to có lẽ nó sẽ là vừa là một cái ưu điểm, vừa là một cái bất tiện đúng không? Cầm trải nghiệm cái kiểu này kia. Còn để tùy thuộc vào cái khả năng tối ưu như thế nào với ứng dụng đã. Mình thấy anh em vật vừa có post mấy cái trên group rồi nha. Nói chung là các bạn hãy chờ video trên tay của mình nha. Còn bây giờ mình chỉ muốn thông báo là đấy, bởi vì mình đã bị Covid F0 rồi, nên bây giờ mình sẽ chỉ ở nhà và chờ đợi để được máy trên tay thôi, mình không được đi sự kiện. Mình rất buồn, nên bạn nào xem được video này thì hãy chia buồn với mình nha. Và đến bây giờ thì mình cũng, bố mẹ mình cũng chưa biết là mình bị Covid đâu. Mình giấu bố mẹ mình đấy, nhưng mà chắc là qua video này lên thì em trai mình ở nhà sẽ bật cho bố mẹ mình xem thôi. Nhưng mà bố mẹ ơi, con không sao đâu, trộm vía con vẫn khỏe, bố mẹ yên tâm. Bao giờ con khỏi thì con sẽ uống thuốc điều trị phục hồi sau Covid. Con vẫn tự nấu cơm, ăn uống đầy đủ, không thiếu thốn cái gì cả. Và tắm rửa sạch sẽ, xông sục này nọ, uống cả vitamin tổng hợp này, uống cả C này, nói chung là nhiều lắm. Bố mẹ yên tâm nhé, con lớn rồi mà. Bye bye. Bye bye mọi người. À nếu mà muốn đặt trước, quên mất, phải quảng cáo trước, không ở nhà cắm đất mà ăn. Muốn đặt trước Galaxy S22 Ultra hoặc là Galaxy S2 Series, cũng như là Tab S8 Ultra thì hãy tham khảo tại Di Động Việt nhé. Link mình để một tài chi tiết phía dưới. Nhớ click vào link nha mọi người, để mình vượt qua một Covid này. Bye bye.